Nay trời mới dứt mưa nha cả nhà, bởi vì mới đi làm được nãy giờ mưa tầm tã luôn. Dạ em chào cả nhà đang xem kênh Hoài Thanh Châu Phú ạ. Chào cả nhà. Dạ hôm nay là gia đình em không bắt cá không bắt chuột luôn cả nhà ơi. Hôm nay gia đình em sẽ đi mò ốc với dân một miếng cá đồng tông về mình kho mình ăn nữa cho bữa cơm chiều đó. Chuyện tư sẽ đi dân lưới cá đồng tông hai tay cả nhà, kiếm được nhiều kiếm. Rồi ba với em sẽ đi mò ốc. Chuyện tư dân xong rồi chuyện tư cũng đi mò ốc với hai cha con em luôn đó. Bữa nay gia đình mình trải nghiệm trên kênh 3 tháng 2 này nha. Đó. Trời mới dứt mưa xong luôn. Có gì đâu mà đứng. Đây, kiếm bọc đỉnh. Dạ. Cái túi đó. Ba thiên. Dạ. Cái gì đứng không được. Lâu lắm rồi là kinh em không có vụ mọt này. Ở đây mà mọt thử đây có được nhiều không nha cả nhà. Ốc vắng mình nha. Với kinh này, với mình mò bên đây nữa. Chuyện tư chỉ dân hai tay lưới cá đồng tông thôi, đủ ăn là làm gì à. Ốc nhiều lắm, kinh mà hẳm mà lần gia đình em vô đây dân lưới nữa nha. Bây giờ ốc quá trời ốc luôn. Nay em đi chia sẻ cho cả nhà xem đúng lời hứa. Nhiều không ba? Thấy mấy cây này nè, nó mà ốc thì thường thường đóng như mấy cây này không nha, như đóng trà đóng đóng này không, mình bò dài dài đi tới dưới là đủ ăn rồi. Không à, nhận thấy người miền Tây không, mò cô bắt ốc. Ủa con nào lấy rồi coi ở nhà xem ba, bành bành không vậy? Dạ. Nha. Đó quán nào nói bành bành thôi. Mới xuống một xíu rồi. Chết. À hút nấm nấm. Ốc cây này dữ. Nấm thì mấy cây mà. Quá im. Con nào nấy u nu à. Tại cái kinh này không ít người bắt ốc á, đi mình xuống mình mò xíu rồi. Dư ăn. Đừng đi đụng đụng gớt hết. Ốc này cả nhà, nó xuống hốt một cái. Đóng. Còn bành bành luôn. Dạ. Đây này ba ơi, cây này không hốt nè. Nằm tút dưới nè. Hốt trong đầu cây nè. Cỡ này. Nhìn tư thì dân lứa tút đắng. Mình mở vào đây. Thấy cái sáng sáng phao dụng tâm. Có là lụm nó liền. Hả? Có là lụm nó liền. Có giờ thấy nó sáng sáng phao. Sao không chữ? Lụm bên phao á. Ừ. Có cá vậy đó. Chúng lưới mình nó giỏi à. Đọc nó muốn đồng nè cả nhà. Cái cây ốc nó hay bám vô. Quýnh thưa á, quýnh thưa. Không đâu, cái cá này cá bự không à. Xíu xíu lại đây mà. Này gốc cây nè, thấy không? Hốt hốt không? Đó. Đó, ốc bự bự không? À, mấy bành bành. Lùa này xuống. Nè. Nè, hôm nay đem hút nè. Hút sợ trượt tay nè. Đó, kìa, nghe đậu cái cây mới lấy lên á.
hút đây nè. Con tay khó hút quá. Đâu, con cá mày Vinh. Hút nó ghê. Ừ. Nhỏ rồi thả lại. Bứ. Bự bự. Bự bự. Mày Vinh đừng lớn nó phóng ghê. Nó dài dài như khúc cây thôi mà. Hết khúc cây này đủ ăn rồi cả nhà. Cái khúc cây dài tới đó. Nhà đồng mổ cua bắt ốc rồi. Nó kìa, cua rồi cả nhà ơi nè. Quá trời này, bán từ từ bán. Từ từ. Quá trời này. Cái này nè, đạp anh. Đó kìa. Hấp này dưới sông thiên nhiên. Mỏ ốc. Mỏ ốc. Có chú. Có anh. Đi ăn ma lưới cá là tông kiếm bảy nó thôi buổi chiều. Tầm nửa ký à. Ốc bệnh bệnh thôi. Nè, con nào lấy nè. Quá à. Đó là nó cây nè. Đây, ốc bự đâu rồi. Ốc bắn nè cả nhà. Trời ơi, nhớ bù vàng nè. Lấm quá cả nhà. Lấm đây nè, này nè, chốn này nè, đặt ngửa lại nè. Hốt quay lại, quay lại. Đó. Đóng rồi. Thôi, từ đây bắt một miếng nữa nha. Từ nãy giờ đi văng lưới cầm tông. Trời ơi, dư rồi. Dư rồi. Vậy chút xíu được rồi, đây tôi cuốn nội luôn, để nội. Bỏ kìa. Cá này sáng. Cá này chắc 4 phần đó nhận tư, không? Có 3 phần rưỡi là dính. Bành hơn, có. Ở dưới rồi ba, ở dưới con nó bạc bự kìa. Hả? Ừ, kìa, rớt lửa mấy. Đây có bự nha, từ. Rớt kìa. Mấy này nữa. Rớt đi chía nha. Tinh. Cả nhà thấy chiều êm đềm không? Giờ này trên đồng cũng 4 giờ mấy 5 giờ. Đi mò ốc, dằn miếng cá lồng tông, về kiếm bữa cơm chiều. Anh đại ăn chuột ăn cá ngán à. Thử hâm ba. Thôi khúc đó ba. Thấy dòng kinh đẹp không? Qua đây mình có đám cây đây nè. Vô mình thao hồ gớp. Dính lần tôi không? Có, dính á. Dính 1 con, 2 con. Đó, được rồi. Ồ, nhảy qua nhảy lại. Nhà thấy cá nhảy không? Được rồi. Tại ốc với sông mình bắt là mình bắt theo mấy cái cây nè, nó bám theo cây. Đó, dần tươi dính nè. Cá mà dính với cá sặc con. Tươi vũ thả chân đó nha. Để cho nó lớn, muốn mình lên bắt. Đúng rồi.
nè. Ừ, bên kia có cá bệnh bệnh nữa không à, để coi coi đây coi, tôi những thứ đợi con xíu, những thứ ừ trời cả nhà, ở trong đây nó con cá mồng tông hàng gì nãy giờ nó ít dính nè. Ở nhà nhìn con cá mồng tông nè, cái đầu đó, nó ra hết. Ừ, những gan cá linh nè, dính đầu không à. Dạ nói ô trước sau giác lủng tẩm lủng tẩm này kho ăn làm gì hết, cái dở lên đúng như tôi kho ăn làm gì hết cháu kìa, những tôi đạp đánh cây lướt ốc lên kìa. Vâng vâng vâng, lấy cây này ốc này cả nhà. Dạ đủ 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 nhìn nhìn đi, hái trái cây trên cây thì đầu cây tới cuối cây luôn, nhìn thấy ham ồ đấy nè, từ 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 quá nhẹ nhàng nó tuột hết lắm không. Cái gì? Cái gì? Cái gì? Đó. Ừ. Lắm. Con này bự quá cả nhà. Nhưng gia đình nó ở đây chứ. Đang hay ngắp vậy. Dạ. Dư ăn luôn hả Nhân Tân? Sao không dính được cái kinh này, quá im. Thử. Thử. Thử cho nè. Căn nhà thấy dưới quê dễ sống. Ra đồng xíu rồi có đồ ăn. Ba. Ừ. Hôm nay là không mưa nguyên ngày luôn, chuẩn bị mưa nữa cả nhà. Hôm dài thì nắng chang chang luôn. Lâu lâu mưa dần cho mát. Bắt nhiều vậy đó. Dư thì mình chia gia đình mình ăn. Bắt là bự ra. Quán này nhốt bù vàng. Bây giờ ở đây nó còn sống như con dẹm đây nữa trời. Người ta đó hết á. Bỏ khí chìm lưới luôn. Đâu Nhân Tư dở tay này Nhân Tư. Cho cái nhà xem thôi. Đủ ăn chưa? Ăn gì hết mà tay giữa nó cũng dính nhiều. Dạ. Chia cho gia đình tí lô miếng. Ờ ok. Cá còn chả chả không ta lưới nó dính dụng cái ham. Dạ. Dở ra gỡ ra. Nào lấy bự bự không? Nội ơi. Cái nhà thấy ham cả nhà. Cái hồng tông này đâu có rẻ tiền. Bên ngay cái nè. Hả? Ừ. Bánh cái gì nè, bây giờ anh mê nè. Cái hồng tông này đâu có rẻ tiền. Một quay bên đó thôi. Dạ. Quay bên đó nè. Ừ. Cục cá khá chả không? Dạ, cá bự bự không? Thấy ham ghê. Rồi chưa? Đi dạ. Mò lại lần đâu đâu nhiều như ốc rồi. Mà thêm không? Mà thêm một thêm chút đi. Dạ. Đây. Đây. Đó là cái gì? Như được chưa Thanh? Dạ được rồi, Nhân Tư. Thôi gấp cho anh chạy. Quá bộn. Thôi cũng chiều rồi cả nhà ơi. Dạ, đúng rồi. Dạ. 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 Đúng rồi, không có lưới gì. Gia đình em lên nha. À, đóng các quả cho cái nhà xem bữa nay. Vừa có cá vừa có ốc. Cái nhà thấy trời chuyển rồi nha. Mịt mù sương tối chừng.
tranh thủ về thôi. Thôi cũng chuyện mưa dữ lắm rồi cả nhà, cả nhà thấy cánh mình đó. Rồi gia đình em chuẩn bị về đây. Bữa nay mình đã được cỡ 2 kg ốc á, như cả nửa cái cá không nghe tên. Cá này nửa kg gì hết. Dạ. Đó. Quá trời ngon. Rớt dữ lắm luôn, bụng cá rớt trơn luôn. Đừng đừng như bọc ốc á. Rồi. Rồi cảm ơn cả nhà đã theo dõi video của gia đình em nha. Rồi nếu cả nhà xem tới hay đây lại cho kênh một lượt đăng ký, một lượt bình luận, một lượt chia sẻ nha cả nhà ơi. Em cảm ơn cả nhà rất nhiều. Chúc cả nhà buổi chiều vui vẻ. Hẹn cả nhà lại clip sau. Bye bye cả nhà. Hai ông tranh thủ về thôi cả nhà ơi. Quá trời mưa rồi. Gia đình em về thôi.